Toyota Corolla Cross Hybrid vừa được ra mắt tại Mỹ, xe có 3 bản thể thao và 2 bản tiêu chuẩn. Tất cả biến thể đều được trang bị hệ thống Toyota Safety Sense 3.0. Phiên bản Hybrid của Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 đã chính thức được chỉnh làng tại Mỹ. Được bán dưới dạng model 2023, Toyota Corolla Cross Hybrid có 3 phiên bản thể thao: S, SE và XSE và 2 tiêu chuẩn: LE và XLE. Các biến thể được trang bị hệ thống động cơ hybrid và hệ dẫn động 4 bánh, tương tự thị trường châu Âu. Đó là động cơ xăng 4 xi lanh 2 0 lít Dynamic Force, kết hợp cùng hai motor điện, bộ pin lithium ion 4.08Ah và hộp số eCVT. Tổng công suất của động cơ hybrid này là 194 mã lực, cho phép chiếc SUV tăng tốc không lên 100 km/h trong 8 giây. Thông số này cũng cao hơn 25 mã lực và khả năng tăng tốc nhanh hơn 1 giây so với các bản không sử dụng hệ thống động cơ hybrid. Toyota cho biết mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp trên Corolla Cross Hybrid là 6,36 lít trên 100 km, trong khi các phiên bản thông thường là 7,84 lít trên 100 km. Các biến thể như S, SE và XSE có ngoại hình khác biệt hơn bản LE và XLE, gần giống với Corolla Cross tại thị trường Nhật Bản. Tiêu biểu như lưới tản nhiệt lục giác có viền mỏng và đặt thấp hơn, trong khi đèn pha cũng được sửa đổi. Cả ba bản thể thao đều có cản trước được làm lại, hốc đèn sương mù lớn hơn các bản tiêu chuẩn cản sau cũng được tinh chỉnh, nhiều chi tiết được sơn đen tạo tính thể thao và cụm phản quang cũng được thiết kế lại. Các bản S và SE được trang bị tiêu chuẩn mâm hợp kim 17 inch. Nội thất xe nổi bật với màn hình cảm ứng 8 inch, ghế bọc vải, đèn pha và đèn hậu dạng LED. Phiên bản SE có thêm kính tối màu, giá nóc, lưỡi chuyển số sau vô lăng, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Phiên bản XSE cao cấp nhất được trang bị nhiều tiện nghi hơn. Xe có mâm 18 inch, hệ thống chiếu sáng full LED. Ghế bọc Shoptech cũng có trên bản XLE. Ghế trước có tính năng sưởi và ghế lái chỉnh điện. Ở đời 2023, tất cả dòng xe Corolla Cross đều có hệ thống đa phương tiện âm thanh Toyota mới, có tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, cổng USB Type-C, dịch vụ kết nối thuê bao, trợ lý kỹ thuật số, điểm phát Wi-Fi. Ngoài ra, mọi phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống an toàn và hỗ trợ lái Toyota Safety Sense 3 0 bao gồm hệ thống cảnh báo va chạm trước, phát hiện người đi bộ, cảnh báo chạch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động. Bên cạnh đó còn có hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, nhắc nhở ra vào hàng ghế sau. Tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross thường xuyên lọt vào nhóm xe bán chạy nhất các tháng. Trong tháng 4, mẫu xe này đạt doanh số 2.299 xe, đứng thứ hai toàn thị trường. Trong tháng 5, Toyota Corolla Cross đã được điều chỉnh giá bán tăng 16 triệu đồng đối với tất cả phiên bản. Mẫu xe này hiện có giá 746 đến 936 triệu đồng. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.